Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Các địa phương trên toàn quốc tiếp tục có các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona. Hà Nội không gia hạn tiến độ thi công nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Hà Nam xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm địa phương. Phú Thọ phát triển công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã tăng cường kiểm tra thân nhiệt các đối tượng là người Trung Quốc đang cư trú trên địa bàn. Xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ có 17 người quốc tịch Trung Quốc đăng ký tạm trú trên địa bàn, tất cả đều nằm ngoài vùng dịch tỉnh Hồ Bắc. Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh nCoV, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các doanh nghiệp, nhà trọ có người Trung Quốc sinh sống theo dõi giám sát tình hình sức khỏe, thông báo về Ủy ban nhân dân xã hàng ngày. Bên cạnh đó, xã cũng thành lập các tổ kiểm tra đột xuất bao gồm cán bộ y tế xã tiến hành đo thân nhiệt, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, giữ vệ sinh môi trường. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Toàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 291 dự án FDI đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hút khoảng 78.000 công nhân lao động làm việc trong các khu công nghiệp. Hiện Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập 3 tổ công tác để chỉ đạo phòng chống dịch nCoV trong các khu công nghiệp. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị các doanh nghiệp cần nhận thức đúng, thực hiện đúng các hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch, phun khử trùng tiêu độc tại tất cả các nhà máy đúng cách, đúng hóa chất, trang bị đầy đủ thuốc, các trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết, thực hiện đo thân nhiệt 2 lần một ngày cho 100% người lao động, tăng cường lắp đặt các bồn rửa tay và nước diệt khuẩn, xà phòng cho công nhân viên. Khi phát hiện các ca nghi ngờ, phải báo ngay cho cơ quan chuyên môn. Với tinh thần trách nhiệm cùng chung tay phòng ngừa sự lây lan của virus corona, mới đây khu khám điều trị chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã tổ chức cấp phát hàng nghìn khẩu trang y tế đến tất cả người dân có yêu cầu. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh nCoV đang diễn biến phức tạp, mặt hàng khẩu trang trên địa bàn tỉnh Thái Bình trở nên khan hiếm. Hàng loạt cửa hàng, hiệu thuốc thông báo hết khẩu trang. Người dân tìm mua rất khó khăn, nhiều người phải mua với giá cao. Từ cái chỗ là giá bình thường, có nhiều cái cửa hàng như vậy là đã nâng giao cái giá cao từ 200 đến 250, 300 nghìn một hộp. Thì chúng tôi thấy rằng cái ý nghĩa phát này rất là tận tình, thực cho người dân. Chúng tôi xin là thân thành là cảm ơn. Chúng tôi thấy cái chương trình này của bệnh viện cao chất lượng cao này mà đã phát khẩu trang cho tất cả toàn bộ người dân ở những cái khu vực này hoặc là đi đường ấy. Thì chúng tôi thấy là rất là tốt. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Tại các điểm phát khẩu trang, người dân còn được hướng dẫn cách đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay đúng cách, cùng với những tờ rơi hướng dẫn phòng dịch cho bản thân, cho gia đình và cộng đồng. Đây là một hoạt động cụ thể, thiết thực, rất có ý nghĩa của khu khám điều trị chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Bệnh viện chúng tôi tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho nhân dân, cho cộng đồng nhiều người, lan tỏa tới nhiều người với hy vọng là góp phần vào để hạn chế, để phòng chống được cái dịch corona. Bệnh viện luôn là tuyến đầu chống dịch, nhưng phòng dịch phải bắt đầu từ cộng đồng. Mỗi người dân đều nâng cao ý thức, chung tay với cơ quan chức năng, thì công tác phòng chống dịch mới đạt được hiệu quả mong muốn. Trước thực trạng khan hiếm khẩu trang y tế, Tuổi Trẻ Bắc Ninh tổ chức tuyên truyền phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Biết được thông tin, hôm nay đoàn xã Tân Lãng, huyện Lương Tài cấp phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân. Bà Chi đã cùng một số hàng xóm đến Ủy ban Nhân dân xã để nhận khẩu trang. Là chúng tôi là không dùng khẩu trang đâu, chỉ dùng những khẩu trang bằng vải thôi, là các cái quán bán bánh kẹo ấy là bán, là chúng tôi mua những khẩu trang đấy. Thế nhưng mà hiện tại bây giờ là dịch, nhưng mà chúng tôi cũng chưa biết chỗ nào mua. Mà thực tế thì lanh quanh ở trong làng chúng tôi không đi đâu, là người dân không đi đâu. Thế mà sang các cái quán đấy thì cũng được chỉ thấy khẩu trang bằng vải thôi, chứ chưa có cái khẩu trang y tế này. Cái việc này mình thấy là nó cũng khá là tốt, bởi vì là nhiều lúc là mọi người không nắm rõ được cái thông tin của mình ấy, mình không nắm rõ thông tin của cái dịch cúm này, nên là mình sẽ tuyên truyền cho họ biết là mình nên là phòng ngừa như thế nào, rửa tay như thế nào, hay là một ngày là uống lúc nào phải giữ cổ họng mình nó được ẩm và được ấm như thế nào, thì mọi người biết là phòng tránh chưa khó thở.
Cùng với tổ chức đoàn thanh niên, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng có nhiều cá nhân tổ chức tiến hành phát miễn phí khẩu trang y tế cho người dân, qua đó góp phần giúp phòng bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Với đặc thù là tỉnh có hơn 270 km đường biên giới với đất nước Lào, Sơn La đặc biệt chú trọng công tác phòng chống dịch nCoV tại khu vực biên giới, đặc biệt là tại các cửa khẩu và lối mở qua biên giới. Toàn tỉnh Sơn La hiện có 7 chốt kiểm dịch tạm thời được thành lập dọc các vùng biên giới để triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch nCoV. Trước đó, 4 trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm nCoV tại Mường Lèo, xã biên giới của huyện Sốp Cộp đang điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện đều đã có kết quả âm tính. Huyện thì cũng đã chỉ đạo các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn như là biên phòng, công an, đoàn 326 cùng phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng và Bệnh viện Đa khoa thì tiến hành kiểm soát chặt chẽ các cái cửa khẩu và lối mòn và tiến hành đo thân nhiệt những người mà đi qua cửa khẩu. Tại các chốt kiểm dịch luôn có nhân viên ứng trực 24/24 giờ mỗi ngày, làm nhiệm vụ phun sát trùng, khử khuẩn cho các phương tiện qua lại, đo thân nhiệt cũng như phát khẩu trang miễn phí cho người dân hai bên biên giới. Đối với các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm nCoV sẽ được chuyển tới các cơ sở y tế để thực hiện điều trị cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm, gửi đi xét nghiệm. Hiện nay thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục tăng cường các lực lượng xuống địa bàn để làm sao mà thường xuyên tuyên truyền, rồi thì phối hợp với các ngành để giáo dục bà con biết cách để ứng xử đối với lại cái dịch bệnh này. Đồng thời thì làm tốt cái việc kiểm soát xuất nhập cảnh trên tất cả các cái cửa khẩu lối mở để mà ngăn chặn các cái người mà có cái biểu hiện ốm sốt để đưa vào các vùng cách ly cũng như là ngăn chặn không cho xâm nhập vào biên giới. Đến nay trên địa bàn tỉnh Sơn La chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với nCoV. Dù vậy, các biện pháp phòng chống dịch vẫn được triển khai đồng bộ nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, hạn chế thấp nhất dịch bệnh có thể lây lan. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với một đối tượng với số tiền 12,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan đến dịch corona. Trước đó, vào ngày 2 tháng 2, đối tượng Lý Thị Thêm, sinh năm 1989, trú tại xã Hải Yến, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, chủ tài khoản Facebook Thêm Lý, đã đăng tải 2 hình ảnh và 1 video với nội dung thông tin người Trung Quốc xếp hàng dài tại cửa khẩu hữu nghị quan Lạng Sơn để sang Việt Nam. Tuy nhiên, là hình ảnh và video được đối tượng đăng tải được ghi lại bên cửa khẩu của Trung Quốc chứ không phải Việt Nam. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã bày tỏ quan điểm kiên quyết không gia hạn tiến độ thi công nhà máy xử lý nước thải Yên Xá khi đi kiểm tra tiến độ thi công dự án này. Lý giải về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, nhiều năm qua, người dân thành phố Hà Nội phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường từ nước xả thải thẳng xuống sông Tô Lịch. Vì vậy, về việc thi công nhanh nhà máy nước thải Yên Xá sẽ góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố nói chung và sông Tô Lịch nói riêng. Khi nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đi vào hoạt động, sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận nước thải của 7 quận huyện trên địa bàn và toàn bộ nước thải ở sông Tô Lịch sẽ được xử lý. Khi đó, con sông này sẽ hồi sinh và đây là mong mỏi chờ đợi của rất nhiều người dân thủ đô trong thời gian qua. Để đạt được mục tiêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội cần chỉ đạo phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị thi công, nhà thầu nhằm đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công của nhà máy. Tiến độ sớm ngày nào tốt cho thành phố ngày đó. Do vậy, nhà thầu cần bổ sung máy móc nhân lực để đẩy nhanh tiến độ dự án, nhất là phần thi công tuyến cống thu gom nước thải, đẩy nhanh việc thương thảo để triển khai thi công ngay. Một năm khó khăn với ngành chăn nuôi, khi dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại lớn, tốc độ tăng trưởng chỉ bằng 92,74% so với năm 2018. Tuy nhiên, chính những khó khăn thách thức ấy lại là cơ hội để ngành chăn nuôi Thái Bình tìm ra hướng đi mới. Đó là phát triển chăn nuôi đại gia súc, mà cụ thể là chăn nuôi châu bò thương phẩm. Với địa hình tương đối bằng phẳng, màu mỡ, lại được bồi đắp phù sa của hệ thống sông Hồng, Thái Bình có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển đàn châu bò. Trên thực tế, những mô hình chăn nuôi châu bò nhiều năm qua đã cho thấy rõ hiệu quả kinh tế.
đối với chăn nuôi trang trại với quy mô 100 con, đạt lợi nhuận trên 8 triệu đồng một con bò thịt trên 8 tháng nuôi. Chăn nuôi quy mô 20 con bò thịt là đối tượng vệ tinh của trang trại lõi, lãi trên 7 triệu đồng một con bò thịt trên 8 tháng nuôi. Cái hiệu quả kinh tế của nó thì bây giờ là cái thịt bò trong dân, là trong tất cả mọi công việc và bữa ăn bình thường người ta cũng thường sử dụng đến. Cho nên là cái bò bây giờ là không đủ để bán ra thị trường. Cho nên là chăn nuôi con bò là rất tốt. Cũng chính từ hiệu quả kinh tế này mà ngày 14 tháng 6 năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình ban hành nghị quyết số 07 về tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển đàn châu bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019-2020 và những năm tiếp theo. Trên tinh thần nghị quyết, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Bình đã phối hợp cùng các sở ngành triển khai thực hiện các giải pháp để khai thác, phát huy hiệu quả các lợi thế của tỉnh, phát triển mạnh chăn nuôi châu bò. Ngày 17 tháng 10 năm 2019, Thái Bình tiếp nhận những con bò cái sinh sản đầu tiên từ thành phố Hà Nội. Với những con bò giống tiếp nhận này sẽ giúp Thái Bình nhân rộng mô hình bò đến các hộ chăn nuôi trên toàn tỉnh. Mục tiêu đến hết năm 2020, tổng đàn châu bò trong tỉnh đạt 70.000 con trở lên. Tỷ trọng chăn nuôi châu bò chiếm 5% giá trị sản xuất ngành chăn nuôi. 100 con bò mà thành phố Hà Nội tặng cho Thái Bình, thì chúng tôi sẽ trên cơ sở này xây dựng cái mô hình để phát triển nhân rộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình và cũng là nhân giống để phục vụ cái lượng cái bò cái giống để phục vụ cho người dân Thái Bình phát triển cái đàn châu bò thương phẩm trong thời gian tới. Chuyển đổi chăn nuôi theo hướng tăng tỷ trọng đàn châu bò, phát triển đàn châu bò thương phẩm trở thành đối tượng vật nuôi chủ lực của tỉnh sẽ góp phần tạo sinh kế mới, đảm bảo đời sống người chăn nuôi. Hiện nay thời tiết đang vào mùa mưa, đây là thời điểm thuận lợi để dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc gia cầm có nguy cơ bùng phát. Vì vậy, để chủ động bảo vệ đàn vật nuôi, các ngành chuyên môn, chính quyền địa phương và người chăn nuôi trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã tích cực triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh. Anh Văn Khắc Trung ở thôn Cẩm Bối, xã Liên Khê cho biết, gia đình đang nuôi khoảng 5.000 con gà to nhỏ. Sau khi được cán bộ thú y huyện và xã tuyên truyền, nên đã triển khai ngay các biện pháp phòng dịch cho đàn gia cầm, như tiêm đầy đủ các loại vaccine phòng dịch cho đàn gà, sắc vôi, phun thuốc tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi, chuồng trại. Mùa mưa và mùa rét này thì càng che chắn được kỹ thì càng tốt, độ ẩm đỡ phun vào. Thì gia đình của mình sẽ sử dụng các loại vaccine để phòng dịch cho nó kỹ rồi. Trong quá trình dọn dẹp và phun vệ sinh tương đối theo định kỳ. Để bảo đảm đàn vật nuôi phát triển tốt, huyện Khoái Châu đã chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức cho nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. Để chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm thì chúng tôi khuyến cáo là thứ nhất là đối với đàn gia cầm, đối với đàn gia súc gia cầm khi nhập về thì phải có nguồn gốc rõ ràng và phải qua cái công tác kiểm dịch của cơ quan chuyên môn thú y. Thứ hai nữa là thường xuyên phun thuốc khử trùng tiêu độc chuồng trại chăn nuôi cũng như là môi trường xung quanh tuần từ 1 đến 2 lần. Thứ ba nữa là thực hiện cái việc tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho đàn gia súc gia cầm để đảm bảo cái miễn dịch, phòng chống cái dịch bệnh. Trạm thú y huyện Khoái Châu và phòng nông nghiệp phát triển nông thôn, chúng tôi thường xuyên phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo cái hệ thống chuyên môn thú y cơ sở tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát dịch bệnh tới các hộ chăn nuôi, đặc biệt là các hộ chăn nuôi lớn và các hộ trang trại. Khi phát hiện có dịch bệnh thì chúng tôi sẽ triển khai áp dụng các cái biện pháp để can thiệp kịp thời và không để dịch bệnh xảy ra. Với tổng đàn lợn gần 70.000 con, đàn gia cầm khoảng 1 triệu con, thực hiện chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm của tỉnh, huyện Khoái Châu đã chỉ đạo và khuyến cáo người dân thực hiện tiêm phòng, thường xuyên triển khai tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường khu chăn nuôi. Ngành nông nghiệp tổ chức tốt việc giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời dịch bệnh trên đàn gia cầm. Hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các biện pháp chủ động phòng dịch, tiêm phòng vaccine cúm cho đàn gia cầm. Nhằm tăng sức cạnh tranh, nâng cao giá trị của các sản phẩm của địa phương, tỉnh Hà Nam đã triển khai chương trình hỗ trợ in tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp sạch.
sản phẩm được chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận Hàn Nam. Đến nay, sau hơn một năm triển khai, chương trình đã đem lại những kết quả tích cực. Bánh đa nem là sản phẩm nổi tiếng thơm ngon của làng Trèo, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân. Nghề đã góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, mang lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Từ tháng 10 năm 2018, thực hiện chương trình hỗ trợ in tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, sản phẩm bánh đa nem làng Trèo đã được dán tem truy xuất nguồn gốc. Nhờ đó, công việc sản xuất, kinh doanh của hơn 800 hộ dân ở đây đã thuận lợi, phát triển hơn rất nhiều. Từ khi xây dựng thương hiệu và nhãn hiệu tập thể bánh đa nem làng Trèo thì sản phẩm bánh đa nem làng Trèo tiêu thụ rất là lớn. Hầu hết là cung không đủ cầu. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, giá trị sản phẩm là được tiêu thụ nâng cao rất chi là nhiều. Trước đây, làng dệt lụa Nha Xá, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên gặp không ít khó khăn. Người dân trong làng đã phải rất vất vả để giữ nghề. Nhưng từ khi được công nhận nhãn hiệu tập thể và dán tem truy xuất nguồn gốc, những khó khăn của làng nghề đã được tháo gỡ, đặc biệt là vấn đề tiêu thụ sản phẩm. Hiện Nha Xá có gần 400 máy dệt, mỗi tháng xuất ra thị trường gần 100.000 mét lụa. Trong đó có những thị trường nổi tiếng khắt khe về chất lượng như Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức, Hà Lan. Lụa của chúng tôi thì khi đi vào thị trường khó tính như nước một số nước tư bản thì cũng như là thị trường tiêu dùng trong nước thì các siêu thị thì cái tem nguồn gốc xuất xứ để được đi khách hàng vào đó và check in trên cái sản phẩm đó và thấy rằng đấy là đúng chính phẩm của lụa Nha Xá. Đến nay, toàn tỉnh Hà Nam đã có 29 cơ sở được hỗ trợ in tem truy xuất nguồn gốc với hàng trăm sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, các mặt hàng truyền thống của các làng nghề. Việc hỗ trợ xây dựng logo, nhãn hiệu và in tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã góp phần nâng cao giá trị, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Khi mà sử dụng tem truy xuất nguồn gốc thì các cái sản phẩm được kiểm soát về chất lượng và tạo cái niềm tin cho người tiêu dùng, nâng cao cái trách nhiệm, cái nhận thức, cái ý thức của người sản xuất, của người kinh doanh, thế và cả của cái người tiêu dùng, cái người sử dụng. Thế cho nên là nó trở thành một cái liên kết chuỗi hoàn thiện. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam đang tiếp tục phối hợp với các sở ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân sản xuất về nội dung, điều kiện, tiêu chuẩn hỗ trợ dán tem truy xuất nguồn gốc, góp phần bảo vệ thương hiệu sản phẩm. Để nâng cao giá trị và năng suất nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, tỉnh Phú Thọ đã khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Thời gian qua, Công ty Cổ phần Giống Vật tư Nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam đã kết nối với các tổ chức quốc tế, các chuyên gia nông nghiệp của Hà Lan, Nhật Bản và Đài Loan để áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Năm 2019, Công ty Cổ phần Giống Vật tư Nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam đã đầu tư trên 2.000 m2 diện tích nhà kính theo công nghệ hiện đại của Nhật Bản để trồng một số loại dưa. Ưu điểm của mô hình này là có thể điều khiển và khống chế toàn bộ quá trình phát triển của cây trồng. Mô hình này được áp dụng theo quy trình Việt Gáp, trồng cây trên giá thể, không dùng đất. Ưu điểm của nhà kính này là nó ngăn cản được tất cả các loại côn trùng xâm nhập ảnh hưởng đến cây trồng và từ đấy thì chúng tôi hạn chế được cái việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình trồng trọt. Và bên cạnh đấy thì hệ thống tưới nhỏ giọt sẽ giúp cho chúng tôi đảm quản lý được cái lượng nước tưới, lượng dinh dưỡng đến từng gốc cây hàng ngày, đảm bảo cho dưa có được cái chất lượng thơm ngon nhất. Sau một năm triển khai và được đúc kết qua 3 vụ trồng dưa chuột, dưa lưới của Nhật Bản, dưa lê của Hàn Quốc, đến nay, Công ty Cổ phần Giống Vật tư Nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam đã cơ bản hoàn thiện quy trình ứng dụng công nghệ hiện đại sản xuất nông nghiệp trong nhà kính. Các cái quy trình sản xuất các cái giống cây trồng đó thì đã được hoàn thiện. Và cái mong muốn của chúng tôi trong thời gian tới đây thì chúng tôi sẽ cung cấp giống và cái cung cấp cái quy trình kỹ thuật. Và đặc biệt là chúng tôi sẽ hỗ trợ cái đầu ra cho bà con nông dân. Những cái hộ mà có điều kiện về tiếp thu về cái quy trình công nghệ. Đây là năm đầu tiên công ty triển khai trồng dưa lê của Hàn Quốc và dưa lưới trái vụ của Nhật Bản. Mỗi năm thu hoạch 4 vụ dưa lưới, năng suất 60 tấn một hecta một vụ, doanh thu 120 triệu đồng một hecta. Công ty mong muốn sẽ chuyển giao kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân có điều kiện đầu tư nhà kính trong sản xuất nông nghiệp. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là định hướng của tỉnh nhằm nâng cao giá trị sản xuất và phát triển nông nghiệp bền vững. Thời gian tới, Công ty Cổ phần Giống Vật tư Nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam
sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng khu trải nghiệm về ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, góp phần nâng cao nhận thức về việc sản xuất nông nghiệp an toàn để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.